Chiều ngày 18 tháng 3, tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu học tập và triển khai thực hiện kết luận quy định của hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu thành phố có đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực thành ủy, cùng lãnh đạo các ban đảng thành ủy, lãnh đạo các phòng ban ngành và 16 phường xã. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt một số nội dung quan trọng như kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Kết luận số 99 ngày 14 tháng 1 năm 2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt quy định số 37 ngày 25 tháng 10 năm 2021 về những điều đảng viên không được làm.